làm như cái chí rồi ghê ghê lắm ơi phim đang ăn YouTube. Đề nghỉ 10 bữa lại về rồi. Thôi ké lên đằng trước chơi kẻ chở tay chân mọi người. Vì muốn vừa cười vừa làm hay vừa khóc vừa làm. Giờ bạn muốn bạn eo ở đây không? Thông tin á. Hù nha không à. Hù có cho giờ làm đâu. Thôi đi lên trước giờ mi cảm ơn. Chơi gì á. Kẻ chở tay chân. Đi ra. Đường cả giờ không? Rồi cảm ơn nha. Biết rồi ở nhà rửa bao nhiêu lần chưa? Nhưng mà có lần sạch hết á. Mười cái chén rửa dở lắm chứ còn 5 cái rồi. Rửa gì nhờ mới rửa lại không mà chứ mới rửa lại. Hai bạn thấy mình chưa hết mình nghệ thuật, tôi vô nhà vệ sinh chụp hình luôn nè. Gì vậy vợ má? Mày nói đi, phải xà bông văng vô miệng luôn rồi. Cái em, đổ ra rửa từng cái em mà cầm một đống gì. Tao rửa ở bên ngoài rồi, tao mới vô trong. Tao kỹ tính vậy muốn gì nữa. Ngồi xuống xổm xuống coi ai cho mày ngồi kiểu đó, mày ngồi kiểu đó mà bị chênh lệch hình mày biết không? Đó, vậy đó. Thôi làm ơn, rửa chén cho mày đóng phim. Bạn xác định đây là làm việc. Hơn con gà không? Nó cũng muốn quay phải không? Đi qua đi lại rồi nè. Nó thấy mày lạ mà ngộ nữa. Quá tệ quá nha. Thì bạn tự kỷ với cái đóng chén, đóng này đi bạn. Thầy quên kia dùng vậy đi. Cái dùng từ chúc mày không có kẻ hụ của em đây nha. Kêu em like.